Trung đoàn một thời chiến trận. Hồi ký, tác giả Hồ Hữu Lạn. Số 4. Công binh còn đưa mìn định hướng và bố trí dàn mìn bay bằng lựu đạn và pháo cối lép phóng vào các cục địch dừng lại ban đêm. Từ hung hãn tìm diệt, chúng bị tập kích, chốt chặn, tấn công khắp mọi nơi, không kể giờ giấc. Sau một thời gian bị thiệt hại nặng, cuối tháng 8 năm 1967, địch co về căn cứ, đồng chí Đỗ Khắc Lợi, đại đội trưởng công binh, bị đạn pháo hy sinh tại trận địa 61. Đồng chí Lê Văn Tành lên thay, đồng chí Bùi Anh Sum được bồi dưỡng làm chính trị viên phó đại đội. Quá trình chiến đấu hơn 2 tháng, tháng 6, tháng 7 năm 1967, ở vùng Bắc đường 9, trung đoàn xuất hiện nhiều gương anh dũng hy sinh như đồng chí Bùi Trần, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, đồng chí Vận, đại đội trưởng đại đội 1, dũng sĩ diệt Mỹ, có đại đội trưởng Nguyễn Văn Nam là cán bộ được đi học ở Liên Xô về, hết đạn, dùng báng súng đánh chết 2 tên Mỹ, tay bị cháy bỏng mà không biết, được Bác Hồ tặng huy hiệu của người. Rồi Lê Hồng Hải, trung đội trưởng trung đội 1 đại đội 3, Nguyễn Mạnh Đầu, trinh sát, liên lạc tiểu đoàn 7, luôn đi đầu trong mọi tình huống khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi của tiểu đoàn 7. Trên hướng phía Tây Quảng Trị, trung đoàn phó Trần Sĩ Kịch và chủ nhiệm chính trị Lê Văn Dánh vận dụng chiến thuật khơi ngòi đánh địch. Tiểu đoàn 8 lập chốt trên các điểm cao 835, 842, 689 và 88 hướng Đông Bắc Tà Cơn, xây dựng công sự vững chắc, hầm hào kiên cố, đường xuất kích bí mật làm sẵn, bộ đội trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hỗ trợ cho đại đội cối 82 ly của đại đội trưởng Nguyễn Tấn Răng, quê Vĩnh Long, tập kích hỏa lực căn cứ Tà Cơn. Quân Mỹ hung hăng tìm diệt, cho phi pháo đánh phá và đổ lính bu vào đánh các chốt của ta. Tiểu đoàn 8 kiên cường bám trụ chiến đấu, trung đoàn phó Trần Sĩ Kịch vận dụng chốt kết hợp vận động tấn công diệt Mỹ. Anh cho lực lượng chốt có công sự kiên cố nhưng ít người, còn lực lượng chính tìm chỗ hiểm trở tránh phi pháo, làm công sự giấu quân, bất ngờ xuất kích, đánh vào bên sườn và phía sau địch. Tiểu đoàn cơ động tập kích lính Mỹ dừng lại trong đêm ngoài công sự trên các điểm cao. Tiểu đoàn 8 diệt nhiều Mỹ và là đơn vị bắt được tù binh địch đầu tiên trên chiến trường Bắc đường 9 mặt trận B5. Mỹ cho quân đổ lên đồi Động Chi phía sau trận địa ta. Ở thế trên cao nhìn xuống, liền bị đặc công mặt trận B5 tập kích, tiêu diệt một đại đội. Tháng 8 năm 1967, sư đoàn 325C cho lực lượng và đặc công vào tấn công căn cứ Cồn Tiên. Mặt trận B5 và trung đoàn giao cho đại đội công binh hành quân lên phía Tây Quảng Trị nghi binh địch. Chúng tôi đi dọc sông Cam Lộ, lên làng Cát Sứ, tăng cường vào đội hình của tiểu đoàn 8 do trung đoàn phó Kịch và chủ nhiệm chính trị Dánh chỉ huy, cùng tiểu đoàn 8 bám trụ lại ở Tây Quảng Trị qua mùa mưa năm 1967. Ngày 17 tháng 8, công binh đến làng Cát Sứ ở hướng Đông, ta dùng đặc công tập kích vào căn cứ Cồn Tiên. Trung đoàn Cửu Long của trung đoàn trưởng Thái Cán thắng lớn trong trận Do An. Ở Đông Bắc Cồn Tiên, trận vận động tấn công toàn trung đoàn có pháo binh tên lửa yểm trợ. Ta diệt tiểu đoàn Mỹ, chúng cho đánh bom cháy hủy diệt. Để phối hợp hướng Đông, trung đoàn phó Trần Sĩ Kịch tổ chức tiểu đoàn 8 đánh địch vận động chuyển trên đường 9. Ngày 23 tháng 8 năm 1967, đại đội 7 tiểu đoàn 8 phục kích đánh đoàn xe vận tải của Mỹ từ Tân Lâm lên Sa Mưu, bắn cháy 7 xe, diệt gần 40 tên. Anh Kịch giao cho tổ trinh sát đồng chí Nam quê Tuyên Hóa, Quảng Bình chặn đầu bắt một tổ binh và lái xe khi nó vừa xuống xe ẩn nấp. Ngày 27 tháng 8, cối 82 ly của tiểu đoàn 8 và đại đội 14 cối 82 do đồng chí Ngô Gia Ngung, đại đội trưởng chỉ huy, tập kích 100 quả vào đồn Tân Lâm. Ngày hôm sau 28 tháng 8, Mỹ đổ quân ra các điểm cao Bắc đường 9 đoạn Sa Mưu. Trung đoàn phó Trần Sĩ Kịch điều đặc công tập kích ngay trong đêm, tiêu diệt gần hết một đại đội. Địch phải rút về căn cứ cho phi pháo bắn phá dữ dội vào các khu vực nghi ta trú quân. Ngày 7 tháng 9 năm 1967, trung đoàn phó Trần Sĩ Kịch chỉ huy tiểu đoàn 5, trung đoàn 2 tăng cường đại đội công binh tổ chức phục kích Mỹ trên đường số 9 đoạn Tây Sa Mưu, đồn Cà Lự. Theo lệnh đồng chí Kịch,
để tạo bất ngờ đối với địch, toàn bộ đội hình phục kích bố trí phía nam đường 9. Sáng mùng 7 tháng 9, Mỹ cho xe tăng và xe vận tải từ Tân Lâm lên, gần đến đồn Cà Lự, bị tổ chặn đầu phía bắc đường bắn cháy một xe tăng. Toàn bộ lực lượng Mỹ trên xe dừng lại, xả súng vào các bụi lau lách không người. Tiểu đoàn 5 cho công binh nổ mìn, xung phong từ các bụi rậm nam đường 9 ra. Chúng bị tiêu diệt gần hết một đại đội, cháy 3 xe tăng và 7 xe vận tải. Có một xe tăng hộ tống đi sau đội hình, dùng 12 ly 8 trên xe và pháo bắn quét đến tận bìa rừng hướng quân ta rút. Tiểu đoàn 5 hy sinh 5 và bị thương 12 đồng chí. Trung đội công binh do tôi chỉ huy bắn cháy một xe vận tải, diệt gần chục tên Mỹ. Đồng chí Hùng, xạ thủ B-41 quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, bị thương nhẹ. Kết thúc đợt chiến đấu cả hai hướng Đông và Tây Quảng Trị tháng 9 năm 1967. Trung đoàn rút quân ra Quảng Bình củng cố. Tiểu đoàn 8 được mặt trận B-5 cắt khỏi đội hình trung đoàn, thành lập tiểu đoàn 8B. Mặt trận điều trung đoàn phó Trần Sĩ Kịch đi thành lập trung đoàn đặc công. Sau vài tuần mưa tầm tã ở miền Tây Quảng Trị, cuối tháng 9 hơi ngớt mưa, chủ nhiệm chính trị Lê Văn Dánh và đại đội công binh về đội hình trung đoàn ở Khương Hà, Tây Bố Trạch, trong khu rừng rậm, bên dòng sông Son, củng cố đơn vị. Gặp lại trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan, tham mưu trưởng Nguyễn Hoán và anh em cán bộ binh chủng trong ban tham mưu trung đoàn, chúng tôi vui mừng vì năm 1967, cánh phía Tây đã xuất sắc đánh địch và bắt hai tù binh, cánh phía Đông chuyển từ bị động thành chủ động, quần nhau với địch giành thắng lợi. Tổng kết chiến đấu năm 1967, toàn trung đoàn loại khỏi vòng chiến đấu hơn 4.000 tên Mỹ, Ngụy và lính Bắc Trung Hy, phá hủy 38 xe các loại, có 25 xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi 14 máy bay, thu 50 súng các loại. Trung đoàn ra quân đánh Mỹ Ngụy giành thắng lợi lớn, đạt hiệu suất cao trên chiến trường đường 9 Quảng Trị. Tiếp theo là gần 3 tháng củng cố bổ sung quân, huấn luyện quân sự, học tập chính trị, kiện toàn tổ chức. Sau đó, đại đội công binh do anh Bùi Anh Sum làm chính trị viên, anh Phạm Đình Lượng làm đại đội trưởng, anh Lê Văn Tành làm chủ nhiệm công binh. Tôi tiếp tục làm trợ lý cho anh Tành. Tôi vẫn giữ mối quan hệ đoàn kết chân tình. Anh Tành là người hiểu biết, vị nể tôi cũng ra sức giúp đỡ anh. Tôi đem kiến thức được đào tạo cơ bản trong nhà trường, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho anh, không mảy may có tư tưởng đố kỵ coi thường. Sau khi đánh Huế ra, tôi xuống đại đội 3 chiến đấu, anh cầm tay trìu mến. Tôi sẽ đề nghị anh về làm chủ nhiệm thay tôi. Hơn 40 năm sau, tôi về đời thường, thực hiện ý tưởng làm thầy thuốc. Tôi học y lý, dược lý, y thuật, y đức của Đại Y Tông Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Điều thứ 7 của y đức có câu: với đồng nghiệp siết chặt tay, khiêm tốn học hỏi bậc thầy tôn vinh, dìu dắt bầu bạn kém mình, luôn luôn hòa nhã, nghĩa tình tri ân. Tôn trọng người cao tuổi hơn, với người kiêu ngạo, mình nhường người ta. Lòng nhân ái, giữ hài hòa, lương y đức độ mới là lương y. Tôi thấy sung sướng, tự hào, trước đây mình cũng đã có lương tâm trong sáng của người thầy thuốc. Năm 1970, tôi nhận nhiệm vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 thay cho anh Tành. Thật là quả đất xoay tròn. Tháng 12 năm 1967, trung đoàn vào chiến trường trinh sát chuẩn bị chiến đấu vùng Tà Cơn, miền Tây Quảng Trị. Nhiệm vụ đang tiến hành thì có lệnh đi bê dài vào Huế chiến đấu trong dịp xuân 1968. Tiểu đoàn 8B chưa đủ quân. Trung đoàn được bộ điều tiểu đoàn 6 sư đoàn 304, tức tiểu đoàn Ba Đình, bổ sung vào đội hình trung đoàn hành quân gấp. Tiểu đoàn 8B của đồng chí Cương, Cương B, quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh, sau năm 1968, đầu năm 1969, được tổ chức thành trung đoàn 28, 8A và 8B. Vào Tây Nguyên chiến đấu, do đồng chí Hoàng Nhiên làm trung đoàn trưởng, sau này về sư đoàn 10, mặt trận B-3. Năm 1974, vào Đắc Pét, tôi gặp được người anh em Nguyễn Văn Sáu, quê Nam Kim, Nam Đàn, đồng hương Nghệ An, là đồng đội trước đây cùng đơn vị. Thật vui mừng không kể xiết. Chúng tôi giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Đắc Pét.
tấn công nổi dậy anh dũng kiên cường xuân 1968. Rời đường 9 tiến vào thành Huế, 10 ngày đêm vượt núi chĩu vai, nghe thơ Bác tiến lên bạn hỡi, mùa xuân này có 102. Đêm hương trà đặt vội ba lô, cửa chánh Tây, Tây Lộc, Thủy Quan, đạn lên nòng cùng nhau xốc tới, diệt quân thù đua với thời gian. Tiểu đoàn Mỹ chiếm La Quế Chử, tiểu đoàn mình được lệnh tấn công, quét sạch giặc ngày xuân lịch sử, trực thăng rơi phơi xác giữa đồng. Từ An Hòa về Triệu Sơn Đông, bờ sông Hương mùa xuân dậy sóng, tàu chiến Mỹ ngày đêm tiếp viện, anh nhấn chìm trôi xác giữa dòng. Toàn trung đoàn tấn công đồng loạt, 25 ngày làm chủ đô thành, cùng đồng đội quân dân đánh giặc, chiến công này mãi mãi lừng danh. Đoàn 8 sông Lô, trung đoàn 3, sư đoàn 324. Vào thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 1967, trung đoàn 29 đoàn Kiến Giang khi nhận lệnh vào Huế, bộ cho mật danh là đoàn 8 sông Lô, đến tháng 1 năm 1969 đổi lại phiên hiệu là trung đoàn 3 sư đoàn 324. Chúng tôi chuẩn bị chiến trường lót ổ gạo đạn ở vùng Tây Quảng Trị, Tây Bắc căn cứ Tà Cơn, nơi rừng giáp Lào khô ráo, nước suối trong xanh. Bộ đội, thanh niên xung phong gặp nhau vui như ngày hội. Nguồn cảm hứng của tuổi trẻ khi mùa xuân sắp đến. Chiến công hứa hẹn phía trước thật là rạo rực, nét mặt tươi cười hớn hở hẹn một mùa xuân đại thắng. Bỗng có tin trung đoàn sẽ đi bê dài, đi sâu vào chiến trường miền Nam. Mọi việc trên địa bàn chuẩn bị chiến đấu tạm dừng. Cán bộ, chiến sĩ càng phấn khởi, háo hức với nhiệm vụ mới. Chúng tôi nhận thêm gạo, mắm kem, mì chính và bổ sung thêm quân trang, vũ khí đạn dược. Ngày 20 tháng 1 năm 1968, trung đoàn bắt đầu hành quân từ miền Tây Quảng Trị sang tổng trạm 15 bên Lào, Bắc đường 9. Nghỉ lại một ngày, các đơn vị quán triệt nhiệm vụ chiến đấu sắp tới, đặc điểm quãng đường hành quân và nghe thơ Bác sáng ngời lòng tin. Tiến lên toàn thắng, ắt về ta. Với khí thế hào hùng, chúng tôi hành quân thần tốc theo đường B45 hướng về Thừa Thiên Huế. Ngày hai trạm, ba lô súng đạn, gạo 15 ngày. Đồng chí khỏe mang 20 ngày, hai bao đạn 16 kg, súng DKZ cối 82 ly, một cơ số đạn nặng trĩu trên vai mà các chiến sĩ vẫn băng băng vượt dốc. Từ tổng trạm 15, đoàn quân đi đêm vượt qua đường 9, trèo dốc Nguyễn Chí Thanh, Phu Rệp, Phu Om, sang Mường Nòng, đi suốt ngày đêm qua rừng thông về biên giới Lào Việt. Chúng tôi vượt qua các đỉnh cao của rừng núi Tây Thừa Thiên như Động Cao Bồi, Động So 1011, vượt qua kho K61, địa đạo Lam Sơn, chân Động So, tiếp tục bổ sung gạo muối, mắm kem, vượt đường 14 A Lưới, đỉnh Động Re Lao 1482 m, lướt xuống sông Ta Tách 999 m, vượt sông Bồ qua điểm cao 360, động mái nhà đến dốc ông Ầm, chân Hòn Vượn về ngã ba Hương Trà. Chúng tôi thầm cảm ơn các đồng chí giao liên đã soi đường rừng và dẫn chúng tôi qua các trạm có những đoạn đường đã đào bậc sẵn, bãi trú quân và hầm có sọc mắc võng màn sẵn sàng. Ngã ba Hương Trà tập kết nhiều gạo, đạn, bánh chưng, thơ động viên của các mẹ, em gái và sinh viên. Quá trình hành quân, Bộ Tổng Tham mưu liên tục động viên tăng tốc độ để kịp thời gian tấn công. Đoàn Văn Công quân khu Trị Thiên chia ra nhiều tổ phục vụ. Chúng tôi được xem biểu diễn của đoàn trên đỉnh Động Cao Bồi, được nghe những làn điệu mái nhì với cây đàn guitar của nhạc sĩ Thuận Yến, được xem ảo thuật của cô Thanh Lự, một quả bóng bàn thành bốn quả, thật ngạc nhiên. Về ngã ba Hương Trà để bước vào chiến đấu, lại cũng được nghe những lời ca tiếng hát thiết tha giải phóng quê hương. Trung đoàn hành quân thành đội hình dài, kế tiếp nhau và lần lượt bước vào chiến đấu. Đi đầu là tiểu đoàn 7 và trung đoàn bộ, gồm các đại đội trinh sát, thông tin, công binh, quân y.
Sở chỉ huy triển khai tại làng An Ninh Thượng, sát phía bắc đường sắt, hậu cần quân y ở chợ Thông. Chúng tôi vượt qua đường sắt vào cửa Chánh Tây. Ngày 31 tháng 1 năm 1968, lực lượng tiểu đoàn 7 do đồng chí Phan Hà, tiểu đoàn trưởng, quê xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An, đồng chí Ngô Đình Nịu, chính trị viên, quê ở xã Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, đồng chí Tăng Văn Miêu, làm tiểu đoàn phó, quê ở huyện Thái Thụy, Thái Bình, và đồng chí Nguyễn Thái, quê ở huyện Nho Quan, Ninh Bình, làm chính trị viên phó chỉ huy. Đồng chí Ma Vĩnh Lan, quê ở huyện Chợ Rã, Bắc Cạn, làm trung đoàn trưởng, và đồng chí Võ Dược, chính ủy, quê Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, đồng chí Thân Hoạt, trung đoàn phó, quê Tĩnh Bình, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Anh Hoạt là cán bộ bên đoàn Cửu Long về tăng cường. Anh dũng cảm, thông minh, được tặng 2 huy chương vàng khi học tại các học viện ở Liên Xô. Sau Mậu Thân 1968, anh về bộ công tác. Đồng chí Nguyễn Hoán, quê Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tham mưu trưởng. Đồng chí Lê Văn Dánh, quê Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình, làm chủ nhiệm chính trị. Đồng chí Phạm Mân, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi, làm chủ nhiệm hậu cần, cùng cơ quan tham mưu chính trị, hậu cần, sở chỉ huy nhẹ, cũng vào cửa Chánh Tây đêm mùng 1 tháng 2 năm 1968, tức đêm mùng 1 Tết Mậu Thân. Ban tham mưu trung đoàn, anh Nguyễn Hoán, anh Võ Vưỡng, tiểu ban tác chiến quê Đức Lạng, Đức Thọ, Hà Tĩnh, cùng các trợ lý trinh sát, thông tin, công binh, cùng vào triển khai nhiệm vụ, phục vụ trung đoàn chỉ huy chiến đấu. Cán bộ chiến sĩ trung đoàn đặt ba lô, mặc quần áo Tô Châu mới nhất, súng đạn sáng quắc, ào ạt vào cửa Chánh Tây, đánh chiếm sân bay Tây Lộc, cống thủy quan, xưởng quân cụ. Thời gian này địch đang bị choáng váng vì các đòn tấn công của trung đoàn 9 do đồng chí Lê Khả Phiêu làm trung đoàn trưởng kiêm chính ủy, trung đoàn 6 có đồng chí Huỳnh An, trung đoàn trưởng, đồng chí Thành, chính ủy, và tiểu đoàn 12 đặc công do đồng chí Mác, quê Lệ Thủy, Quảng Bình, làm tiểu đoàn trưởng. Cuộc tấn công đầu thắng lớn nhưng các mục tiêu chưa tiêu diệt gọn. Ta chiếm được cột cờ, đại nội, mang cá lớn, còn mang cá bé địch vẫn giữ, chúng co cụm chờ tiếp viện. Rạng sáng ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2 năm 1968, đại đội 1 và đại đội 2 của tiểu đoàn 7, đoàn 8 Sông Lô, sau 30 phút chiến đấu đã tiêu diệt gọn đại đội Hắc Báo, phá hủy gần 100 xe và máy bay, làm chủ sân bay Tây Lộc. Sáng ngày mùng 2 tháng 2 năm 1968, đại đội 3 tiểu đoàn 7 đánh vào khu quân cụ, diệt gần hết một đại đội, thu nhiều vũ khí và quân trang quân dụng. Địch phản kích quyết liệt, ngày 4 tháng 2 năm 1968, lực lượng địch mới đến phản kích trên 3 hướng: An Hòa, Tây Lộc, Thượng Tứ. Tiểu đoàn 7, đoàn 8 Sông Lô, trung đoàn 3, sư đoàn 324 đã 7 lần đánh bật địch ra khỏi khu Tây Lộc. Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 2 năm 1968, địch dùng sư đoàn 1 ngụy và chiến đoàn dù điên cuồng phản kích. Chiến sự ác liệt diễn ra trên đường phố Mai Thúc Loan, Yết Kiêu, cống Thủy Quan. Đại đội 1 tiểu đoàn 7 lọt vào đội hình địch. Đại đội trưởng Nguyễn Văn Nam, quê Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, điện cho tiểu đoàn 7 tấn công, thực hiện trong ngoài cùng đánh. Sáng mùng 7 tháng 2 năm 1968, tại khu vực cống Thủy Quan, tiểu đoàn phó Tăng Văn Miên và chính trị viên Ngô Đình Nịu chỉ huy hai đại đội 2 và 3 dùng chiến thuật vận động tấn công. Sau khi cho 20 khẩu cối DKZ 12 ly 7 hỏa lực đi cùng nhằm trúng đội hình tiểu đoàn ngụy, cấp tập hàng trăm quả đạn cối 82, cối 60 và DKZ, dùng 12 ly 7 bắn yểm trợ cho bộ binh xung phong. Gần một giờ ta tiêu diệt gần hết tiểu đoàn địch biệt hiệu Châu Điên, chỉ còn một số sống sót chạy thoát thân. Tiểu đoàn 7 bắt liên lạc với đại đội 1 của đồng chí Nam. Nói về tiểu đoàn 8 trung đoàn 3, tức tiểu đoàn 6 sư đoàn 304 chuyển về trong đội hình trung đoàn thay tiểu đoàn 8B chưa đủ quân. Đây là một tiểu đoàn quân được huấn luyện chính quy, tấn công tập trung, hiệp đồng binh chủng. Về đội hình trung đoàn được vào Huế chiến đấu, tiểu đoàn bừng bừng khí thế xung thiên do đồng chí Nguyễn Như Trang làm tiểu đoàn trưởng.
Lê Hoàng Các quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa làm chính trị viên và đồng chí Trước làm tiểu đoàn phó quê ở Nhã Nam, Yên Thế, Bắc Giang, cùng hành quân tiếp theo đội hình của tiểu đoàn 7 và trung đoàn bộ. Ngày 2 tháng 2 năm 1968, địch đổ tiểu đoàn Mỹ chiếm làng La Chữ, hòng bịt chặt đường chi viện tấn công của ta từ Hòa Vượn xuống đồng bằng Huế. Tiểu đoàn 8 đã thực hiện một trận tấn công xuất sắc, mặc dầu không cân sức, lấy một chọi một, địch phòng ngự làng mạc. Nhưng sau 5 đợt tấn công, xung phong vào làng với hỏa lực đi cùng, tiểu đoàn 8 đã tiêu diệt tiểu đoàn Mỹ trên chiến trường Thừa Thiên Huế, bắn rơi 2 trực thăng vũ trang Cô Bơ Ra tại cánh đồng La Quế Chữ. Bọn sống sót chạy sang Liễu Cốc Thượng, Mỹ đổ thêm một tiểu đoàn nữa phòng ngự đối diện với tiểu đoàn 8. Tiểu đoàn 8 đã chịu đựng ác liệt hy sinh trong suốt 25 ngày đêm. Địch dùng bom tọa độ, pháo biển và pháo mặt đất, trực thăng vũ trang, ngày đêm tấn công hòng chiếm lại La Quế Chữ. Tiểu đoàn 8 kiên cường chiến đấu, giữ vững hành lang tiếp tế của ta, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn Mỹ, tấn công hòng chiếm lại làng La Quế Chữ. Bắn rơi tiếp 2 máy bay vũ trang trên cánh đồng, bộ đội ta hy sinh do pháo và bom tọa độ suốt 25 ngày đêm, phải mai táng hàng chục chiến sĩ tại làng La Quế Chữ. Đồn Rú Lầu ở làng Bồn Trì, Bồn Phổ bị tiểu đoàn 8 cho lực lượng bao vây, cô lập, vô hiệu hóa địch không dám ra. Ngày 2 tháng 2 năm 1968, địch bị đánh bại ở La Quế Chữ, hành lang tấn công của ta từ hướng rừng xuống được mở rộng. Chiều cùng ngày, tiếp theo đội hình của trung đoàn, tiểu đoàn 9 do đồng chí Trần Phồn, tiểu đoàn trưởng, đồng chí Khương Bá Cành, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa làm chính trị viên, đồng chí Hồ Trơn, quê Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An làm tiểu đoàn phó, đồng chí Nguyễn Mão, chính trị viên phó, bước vào chiến đấu chiếm làng An Hòa và giữ cầu An Hòa, chiếm đài phát thanh Huế. Đại đội 10 và đại đội 12 tiến về thôn Triệu Sơn Đông và Triệu Sơn Tây đánh địch, giữ vững làng Triệu Sơn Đông và tiến ra bờ sông đánh chặn tàu địch trên sông Hương. Quân Mỹ liên tục cho tàu chở quân từ cửa Thuận An theo sông Hương lên cảng Bãi Dâu, tăng cường vào Mang Cá Bé để phản kích. Ngày 3 tháng 2 năm 1968, đại đội 12 tiểu đoàn 9 do đồng chí Đoàn Loạt, quê xã Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình làm đại đội trưởng chỉ huy, dùng 2 khẩu DKZ-75 bắn 6 quả đạn trúng mục tiêu, làm chìm 5 tàu chở đầy quân trên sông Hương, còn quả thứ 6 trúng tàu nhưng đạn không nổ, bọn Mỹ quay đầu chạy thoát. Các chiến sĩ đại đội 10 và đại đội 12 dùng B-41 mai phục bờ sông bắn tàu, chúng phải dừng lại. Đến ngày 6, 7 tháng 2, chúng mới dùng lực lượng càn quét và cho tàu đi dạt về phía nam để tiếp viện vào Huế cả ngày và đêm. Lực lượng tiểu đoàn 9 ở làng Triệu Sơn Đông và Triệu Sơn Tây liên tục đánh địch, giữ vững 25 ngày đêm, ngăn chặn hạn chế địch trên sông Hương, dùng B-41 bắn cháy 3 tàu địch. Ngày hôm sau, 3 tháng 2 năm 1968, trong khi tiểu đoàn 9 đoàn 8 sông Lô vừa củng cố được đội hình tại làng An Hòa trong đêm 2 tháng 2, sáng 3 tháng 2 năm 1968, địch đưa một chiến đoàn xe bọc thép M113 và hàng trăm tên tấn công vào làng An Hòa. Chúng bị tiểu đoàn 9 đoàn 8 sông Lô chặn đánh, bắn cháy 7 xe, bắt 3 xe M113, diệt hàng chục tên Mỹ và Ngụy. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.